bộ ảnh cưới độc đáo luôn nhận về sự quan tâm và chia sẻ không ngớt từ dư luận trên mạng xã hội. Và mới đây nhất, một cặp đôi cô dâu chú rể người Campuchia khiến dân tình được một phen nháo nhào vì sự xuất hiện của người thứ ba mang tên bé Na trong bộ ảnh cưới của mình. Cụ thể, cặp đôi này rất vô tư tạo dáng bên sinh vật có phần gây kinh hãi cho nhiều người. Cả cô dâu lẫn chú rể đều rất thoải mái chạm tay lên người bé Na và tạo nên nhiều kiểu dáng độc lạ. Khỏi phải nói, sự xuất hiện của bé Na đã trở thành tâm điểm gây chú ý cho cả bộ ảnh cưới. Ngay khi những bức ảnh cưới này được chia sẻ trên một diễn đàn mạng xã hội để nhận về sự quan tâm rất lớn từ dư luận, đa số cư dân mạng đều bày tỏ thích thú không kém phần sợ hãi trước những ý tưởng chụp ảnh cưới độc lạ này. Hiện tại, bộ ảnh cưới kể trên vẫn đang thu hút sự chú ý không ngớt từ dư luận. Trước hành động chụp ảnh tạo dáng bên bé Na vô cùng dũng cảm của cô dâu chú rể, nhiều người đã để lại những bình luận hài hước và hào hứng chia sẻ với người thân và bạn bè của mình về ý tưởng độc đáo này.